Xin chào quý vị và khán giả cùng tất cả các anh em xa gần. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn video clip dạo quanh Sài Gòn, phố quận 5, ngay trung tâm mua bán đồ trang trí Tết. Ngay phố Hải Thượng Lãn Ông rất là tấp nập, rực rỡ sắc màu lung linh. Khi mùa xuân đến, mọi người đang nô nức đón xuân và trang hoàng ngày Tết. Và các bạn cùng theo dõi video clip nhé. Let's go. Hàng năm cứ mỗi dịp xuân đến, dòng người nô nức trang hoàng ngày Tết, thì đây là khu phố tại Hải Thượng Lãn Ông, tập trung rất là nhiều đông đúc kiều bào bà con người Hoa sinh sống. Khu vực này là chuyên bán sỉ và bán lẻ hoa giả nè, các lồng đèn là trang trí đủ sắc màu lung linh. Các bạn cứ mỗi dịp xuân về, các bạn ghé tuyến đường này sẽ thấy không khí Tết rất là rộn rã muôn nơi. Đây là khu vực rất là nhộn nhịp nhất của chợ lớn quận 5, tập trung đông người Hoa sinh sống. Và mình cũng dẫn các bạn đi các khu vực chợ hoa khắp Sài Gòn nhé. Cùng theo chân mình, đây là khu vực chợ hoa tại phố Phú Mỹ Hưng. Thành phố Hồ Chí Minh thì có những chợ hoa trung tâm lớn như là chợ hoa ngay công viên 23 tháng 9 nè, trước chợ Bến Thành đó, rồi công viên Cách mạng tháng 8 nè, ở ngay Điện Phủ nè, công viên Gia Định nè, ngay trên Tân Bình nè, gần sân bay nha, và làng hoa ngay tại quận 8, bến Bình Đông, trên bến dưới thuyền. Thì hôm nay chúng ta tham quan khu vực hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng. Ở đây có hội chợ mua bán đồ thủ công mỹ nghệ, quần áo, giày dép trang hoàng ngày Tết. Và đặc biệt có một công viên rất lớn để trang trí hoa tươi, các shop hoa tươi ở các tỉnh đổ về đây để phục vụ cho bà con quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh ha. Khu vực này rất là rộng rãi, trưng bày đủ các loài hoa xanh đỏ tím vàng lung linh, rực rỡ sắc màu. Năm nay là năm Covid đang bùng phát tại Sài Gòn nên khách hàng cũng hạn chế, không đông đúc như mọi năm, nhưng mà cũng rất là tấp nập. Mọi người cũng rất là ý thức khi đi mua sắm hoa Tết, đều đeo khẩu trang, thực hiện 5K. Cả nhà chúng ta tuân thủ theo chỉ dẫn của Bộ Y tế thì sẽ có một cái Tết ấm no, vui vẻ, an toàn cho mình và người thân. Còn khu vực nào tại Sài Gòn đang bị cách ly và phong tỏa thì mọi người cũng hạn chế đi lại, không được đi lại, tuyệt đối tuân thủ theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là cách ly, khoanh vùng để dập dịch tốt hơn. Nếu mà phát hiện những người mà trốn cách ly thì sẽ bị phạt rất là nặng nha quý khán giả. Đây, những loài hoa cúc vàng rực rỡ và những chậu mâm xôi nè, mai, đào, đủ các thể loại hoa lung linh dưới sắc màu như vậy thì mang chúng ta cho đến không khí tiết trời Sài Gòn rất là rộn rã. Tình hình dịch đang căng thẳng nên bà con cũng hạn chế tụ tập. Đó. Đi mua hoa xong mà đưa lên xe về thôi, chứ không có đi lung tung và cởi khẩu bỏ khẩu trang ra rất là nguy hiểm nha. Quý vị và các bạn nên cân nhắc điều đó khi đi những nơi đông người. Không nên dẫn theo trẻ em đi vì trẻ em hệ miễn dịch nó cũng không tốt. Đó. Thì mình khuyến cáo như vậy thôi, thì mỗi người cũng có ý thức riêng nên hy vọng là chúng ta giữ được những cái đó để bảo vệ an toàn cho mình và xã hội. Đây, khu vực này đang xuống hoa rất là đông, 28 Tết rồi họ vẫn xuống hoa để bán. Năm nay kinh tế khó khăn, dịch bệnh bùng phát khắp nơi nên mọi người cũng hạn chế mua sắm như mọi năm. Hy vọng bà con nông dân
bán được nhiều hơn để mà có cái thu nhập tốt, ổn định cuộc sống. Và chiều tối hôm qua có một cơn mưa rất lớn tại Sài Gòn. Với cơn mưa này thì cũng ảnh hưởng đến bà con mua bán hoa. Hoa sẽ bị trôi đi, nếu mà không che đậy kỹ thì sẽ bị nước trôi đi rất là nhiều hoa nha cả nhà. Cũng tội nghiệp bà con. Và cũng may mắn là mưa lớn như vậy thì hy vọng Covid nó sẽ cũng không sinh sống được và cũng sẽ trôi theo những dòng mưa đó xuống cống trôi đi. Cái đó là suy nghĩ cá nhân của mình như vậy, không biết nó có thành hiện thực hay không, để Sài Gòn chúng ta không có bùng phát thêm dịch, để mùa xuân này được an vui hơn với mọi nhà. Này, những chậu cúc mâm xôi, những bông giấy và hoa mai rực rỡ đang khoe sắc dưới tiết trời hôm nay khá là đẹp mà. Khu vực công viên ngay bên trung tâm Phú Mỹ Hưng này có một quảng trường rất là rộng lớn. Hàng năm thì các bà con nông dân ở dưới miền Tây, Thủ Đức, các nơi xung quanh lân cận Sài Gòn tập trung về đây bán hoa rất là đông. Tại Sài Gòn thì cũng có nhiều nơi ha, tất cả các công viên, vỉa hè, lề đường đều tập trung bán hoa rất là đông đúc, dưa hấu nè, trái cây đủ thể loại, bưởi, những mặt hàng cúng Tết đó, rất là nhộn nhịp, náo nhiệt. Đây một gian hàng chuyên hoa lan. Hoa lan năm nay cũng khá là đắt tiền đó các bạn cả nhà. Đây mình sẽ chạy xe dạo vòng quanh đây cho các bạn chiêm ngưỡng những loài hoa lung linh cho cả nhà và anh chị gần xa, nhất là các bạn anh chị Việt Kiều xa xứ không về thăm quê hương đất nước được, xem video clip này cũng chia sẻ và cảm nhận với không khí Tết tại Sài Gòn. Các anh chị làm YouTube ở các nơi, các vùng miền cũng chia sẻ các video clip ở những nơi mình sinh sống để cho cộng đồng người Việt của chúng ta xem cái Tết như thế nào nhé. Nhất là khu Phước Lộc Thọ bên Cali, năm nay dịch bùng phát thì không biết bà con ăn Tết như thế nào. Đây khu vực trước Lotte quận 7, cũng đường phố rất là nhộn nhịp, náo nhiệt những ngày Tết. Không khí trước Tết thì Sài Gòn rất là vui vẻ với những gian hàng bày ra bán, bắt đầu từ hôm nay 28 Tết là họ bán thâu đêm luôn cả nhà. Bán đêm như vậy thì cũng nét đặc trưng, mang lại cuộc sống cho ngày Tết rất là vui vẻ cho những anh chị đi làm không có điều kiện mua sắm ban ngày thì buổi tối cũng có thể mua sắm được. Bất cứ nơi đâu, những vỉa hè, đây là khu vực chợ Tân Mỹ bên quận 7. Khu vực chợ này cũng khá nổi tiếng tại khu vực này. Bà con bên Phú Mỹ Hưng cũng đổ qua đây, bên Nhà Bè, Bình Chánh cũng đổ về đây mua sắm Tết rất là nhộn nhịp. Mình theo dõi trên video clip thấy mọi người cũng tuân thủ rất là tốt, đi ra đường ai cũng đeo khẩu trang. Việt Nam của chúng ta khống chế được dịch lần 1, lần 2 và đây là lần 3, hy vọng sẽ chiến thắng được Covid để nền kinh tế phát triển đưa lên trong năm 2021 này, vươn lên là một trong những con rồng đang lên theo đánh giá của châu Á nha. Kinh tế tăng trưởng tốt, cuộc sống người dân ấm no hơn, đó là điều hạnh phúc nhất của mỗi xã hội, mỗi đất nước. Tại khu vực ngay chợ Tân Mỹ họ cũng bày ra là đường bán đồ trang trí Tết nè, xanh đỏ tím vàng, đủ thể loại, đủ sắc màu nha. Mời cả nhà cùng tham quan khu vực này trước chợ Tân Mỹ và ngay khu trung tâm quận 7 trước bệnh viện FV. Dưa hấu đổ xuống rất là nhiều. Và khu vực chợ hoa lớn nhất tại Sài Gòn là Hồ Thị Kỷ, năm nay cũng chắc có lẽ là không bằng mọi năm. Đó là chợ hoa sĩ lớn nhất của Sài Gòn. Mình cũng không nhắc đến là ngay trung tâm công viên 23 tháng 9
năm nay cũng không đông như mọi năm nha cả nhà. Công viên gia đình cũng cảnh chung như vậy, và ngay đặc biệt ngay bến Bình Đông, các bà con đưa hoa lên bằng những cái thuyền ghe đó bên sông. Đó là một nét văn hóa đặc trưng của quận 8, khu vực có bến Bình Đông, trên bến dưới thuyền. Các anh chị em xem video clip khu vực đó cũng khá là vui vẻ, nét đặc trưng của văn hóa phương Nam của chúng ta. Và những ngày Sài Gòn này thì chúng ta nên đi những khu vực như phố Ông Đồ nè, đó, khu vực đó cũng trang trí rất là đẹp mắt. Bây giờ mình dẫn các bạn dạo quanh một vòng Phú Mỹ Hưng, khu đô thị hiện đại bậc nhất tại Sài Gòn. Những ngày 28 Tết này, đường phố sạch sẽ, thông thoáng, tạo cho tâm hồn của chúng ta rất là phấn khích, vui vẻ. Quý vị xem video clip thấy vui vẻ thì cho mình một like và subscribe nhé. Cảm ơn anh chị em nhé. Thank you.